Cảm ơn đã cố gắng em trai. Chúng ta có thịt gì thế? Thịt lợn nghiền, thịt bò thái bằng đòn chặt karate và thịt gà xé bằng cú đấm, bởi vì không gì đem lại hương vị đậm đà bằng nắm đấm của tôi. Tôi chọn thịt gà. Cảm ơn Diều Hâu. Anh đang nấu cái gì thế tiến sĩ? Khoa học chứng minh rằng không ai thích đậu cứng trong bánh taco, và tôi đã chế tạo máy xử lý vấn đề này. Tuyệt quá, nó tên là bộ điều biến vũ trụ 3000 à? Không, nó tên là máy xử lý đậu. Nó lấy một hạt đậu, tách cấu trúc tế bào, nguyên tử hóa các thành phần, sau đó xóa bỏ liên kết phân tử, tạo ra bộ đậu nguyên gốc, sau đó tia ion hóa. Được rồi, nhưng nó có công dụng gì? Nó làm hạt đậu mịn hơn. Hạt đậu mịn quá. Cảm ơn tiến sĩ Cáo. Tới lúc dưới nước sốt sang xa rồi. Nước sốt tới đây. Hôm nay tôi thích mạo hiểm nên đã làm sốt sang xa nhẹ dịu.